TikToker Phạm Thoại lại khoe thêm thu nhập hơn 1,2 tỷ một tháng, chi tiền khủng xây nhà cho bố mẹ. Trong giới TikToker về thời trang thì cái tên Phạm Thoại đặc biệt được nhiều người quan tâm bởi phong cách khác người, gu thẩm mỹ có phần dị hợm. Anh chàng còn nổi tiếng khi thường xuyên có phát ngôn gây sốc khiến cộng đồng mạng nhiều lần tranh cãi xôn xao. Tuy nhiên ở khía cạnh khác không thể phủ nhận Phạm Thoại là người làm việc chăm chỉ, giỏi kiếm tiền. Mới đây trên trang cá nhân, nam TikToker đã khoe nhạy thành tích bán hàng của shop thời trang online cùng dòng trạng thái: cố gắng nỗ lực mỗi ngày để thành công, đặt thêm mục tiêu cuối năm thêm căn nhà nữa nhé. Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình thông số doanh thu của tháng đạt hơn 1,2 tỷ đồng với hơn 14,6 nghìn đơn hàng. Với con số này, sau khi trừ các chi phí về vốn và tiền thuê nhân viên, ước tính Phạm Thoại vẫn thu về trên dưới 1 tỷ đồng, chưa kể các khoản thu khác như công việc làm mẫu ảnh, KOL, nhãn hàng. Như vậy, thu nhập của Phạm Thoại có thể đạt hơn 1 tỷ đồng một tháng. Sau khi đăng tải, bài viết chia sẻ của Phạm Thoại thu hút sự chú ý, thu về lượng tương tác đông đảo từ cộng đồng mạng. Hầu hết bình luận đều tỏ ra ngưỡng mộ với tài năng livestream bán hàng, chốt đơn liền tay của nam TikToker. Giờ người ta đi ngủ, Thoại vẫn livestream bán hàng, thành công không chờ đợi bạn, chỉ có bạn có cố gắng hay không mà thôi, chúc Thoại thành công. Đỉnh quá Thoại, xin vía bán đắt hàng. Theo dõi bạn này rất lâu thấy không phục. Khi bạn kiếm tiền thì luôn có hai luồng ý kiến, nhưng kiếm được tiền, không làm hại ai, có làm từ thiện, báo hiếu bố mẹ là quá được rồi. Đặc biệt nhiều người không chỉ xin vía bán hàng mà còn xin vía nhà đất vì nam TikToker đặt mục tiêu xây thêm nhà vào cuối năm. Trước đó vào khoảng giữa tháng 8 năm 2022, Phạm Thoại khiến cộng đồng mạng bất ngờ vì khoe thành tựu xây nhà mới cho mẹ ở quê nhà chỉ sau 2 tháng 5 tiếng xây dựng sự nghiệp. Lần này trở về thì không có món quà nào đâu mà mình sẽ đập hết. Sau 2 tháng đi làm việc thì đây là món quà to lớn mình dành cho mẹ. Dù mẹ và các bác có nói sao không sửa nhà thôi, nhưng với mình đã làm thì phải làm lớn, không có chuyện làm tạm bợ rồi người ta khinh mình, Phạm Thoại xúc động chia sẻ. Xây lại căn nhà khang trang cho mẹ chính là mục tiêu và động lực mà Phạm Thoại đã ấp ủ từ lâu. Theo tìm hiểu, nam TikToker sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố mất khi Thoại đang theo học đại học nên từ sớm anh đã là trụ cột gia đình, vừa kiếm tiền lo cho cuộc sống vừa kiếm tiền trả nợ. Có thể nói, sau thời gian gây sự chú ý, tạo ảnh hưởng trên mạng xã hội, Phạm Thoại đã thu về độ nổi tiếng cũng như mang lại dấu ấn riêng, mặc dù anh luôn vướng phải những bình luận trái chiều. Song song đó, nhìn từ góc độ khác, Phạm Thoại là người con hiếu thảo, chăm chỉ kiếm tiền và luôn ưu tiên gia đình lên hàng đầu. Cũng như Phạm Thoại, hầu hết mọi người đều mang gánh nặng mưu sinh, vừa khát vọng chạy theo đam mê, mỗi người sẽ có thái độ và cách khác nhau để ứng biến và xây dựng cuộc sống của mình. Phạm Thoại được biết đến là thánh chửi, hot TikToker và thường xuyên livestream để bán hàng, cho ra đời những câu nói viral trên cõi mạng. Tuy nhiên bên cạnh việc kinh doanh thì Phạm Thoại cũng có niềm đam mê bất tận với thời trang, với phong cách chẳng giống ai. Anh chàng thường đăng tải những bộ ảnh với concept khá dị khiến nhiều người không hiểu được. Mới đây Phạm Thoại khiến dân tình vô cùng bất ngờ khi tung ra đoạn clip pose hình giật đùng đùng. Theo đó, hot TikToker đã diện bộ váy dạ hội màu cam vô cùng nổi bật với thiết kế tùng váy bồng xòe và phần cổ áo khoét sâu. Điều đáng chú ý ở đây chính là cách mà Phạm Thoại pose hình. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh chàng đã tạo 7.749 dáng khác nhau và khiến dân tình không thể nhịn cười vì quá ô dề. Tuy nhiên, họ đã ngay lập tức trầm trồ khi nhìn thấy thành quả sau buổi chụp. Mặc dù pose hình có phần quá đà nhưng Phạm Thoại lại thu về những bức ảnh vô cùng đẹp mắt. Nhờ khoảnh khắc tung váy mà anh có được bức ảnh cực nghệ và đậm chất thời trang. Một vài người còn cho rằng nhiều nghệ sĩ trong nghề phải học hỏi hot TikToker về khoản tạo dáng chuyên nghiệp.